chào mọi người. Hiện tại mình đang ở nhà thi đấu Nguyễn Du, đường Nguyễn Du quận 1, chuẩn bị vào khu vực Expo của giải VP Bank VN Express Marathon Hồ Chí Minh City Midnight 2024 để nhận race kit nha mọi người. Theo mình thấy thì thường ở những giải chạy lớn như là VN Express Marathon này nè, thì ở khu vực Expo phát race kit đó, thì có bán là hầu hết mọi thứ dành cho chạy bộ, từ nước điện giải tới viên muối, gói gan, các thực phẩm bổ sung, cho đến là quần áo, vớ, giày dép chạy bộ, đủ thứ tất tần tật, chỉ bán cả đồng hồ thể thao nữa nha mọi người. Nên nếu có thiếu gì á thì mọi người có thể đến đây mua cho cuộc thi ngày mai của mình. Còn mình thì chưa mua gan và viên muối, nên lát nữa là sau khi mình lấy về sức kích xong á, mình sẽ ra đây mua nha. Còn đây là khu vực phát race kit nha mọi người, gồm cho 4 cự ly luôn là 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Còn đối diện là khu vực phát áo đấu và check BID nha mọi người. Còn đây là cái BIB và các vật phẩm mà khi mình lên lấy này. Thì đây là cái túi đựng đồ ha. Thì còn đây là cái số bit của mình. Thì đây là cái áo của giải chạy năm nay này. Mình thì mặc áo singlet. Đây gọi là áo ba lỗ đó. Thì chạy thì nó sẽ là nóng lắm mọi người, thân nhiệt nó lên thì càng thoáng mát càng tốt. Còn đây là cái nón của năm nay nha, nón của VN Express năm nay. Thì kèm theo đó là các quà tặng, như là có 2 gói nước giặt Comfort này, một cái sốt gà nấm gì đây. Rồi còn cái này là một cái bịch phở, giống như phở ăn liền vậy mọi người. Sốt tôm cây. Đây là mấy cái phiếu quảng cáo này. 3 cái bánh kinh đô. Với một chai nước TH True Milk. Vị trà xanh, vị chanh tự nhiên. Với lại có thêm một cái chai sữa rồi mặc cho nam nữa. Và có cái túi đeo BIB nha mọi người. Đó, thì vật phẩm cho 21 km là như vậy. Còn đây thì Garmin cái gì mà có cái cào ở đây, thế mình cào thử xem. Thì có ghi là chúc bạn về đích thành công, không DNF. DNF có nghĩa là do not finish đó mọi người, là không hoàn thành được cuộc đua đó. Đó thì đây là vật dụng một cái túi cho giải 21 km nha. Đó là gồm BIB và những cái vật phẩm như vậy. Còn đây thì chiều nay thì khi mình lên trên đó thì mình có vua thêm 3 viên muối với lại 2 bịch gan này. Đó. Mấy cái này là mình mua thêm. Mình mua thêm để ngày mai mình chạy đó. Thì muối là để chống chuột rút. Và gan này thì mình bổ sung năng lượng á. Tại vì chạy 21 cây trở lên thì sẽ là cần những cái này. Cần gan để bổ sung năng lượng nha mọi người.
cho mỗi hai cái nào, hai cái thôi, nắm vào tay lại nha, chạy nước rồi mà. Ủa, 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 chạy nước rồi mà.
2:30 mà 2:35 mới qua được vạch xuất phát chút xíu, gần 5 phút mới được qua được vạch xuất phát. Đầu tiên là đường Trương Định rẽ qua Nguyễn Thị Minh Khai. Khúc này có muốn chạy nhanh cũng không được đâu. Tại vì đông người quá. Chạy gói nhạc nghe nó đã không? Ngăn này chạy chưa cao thì mình sẽ cố gắng quay cho mọi người nha. Tí nữa rộng hơn chút xíu nên mình sẽ tranh thủ mình chạy. Bao được cái đầu tiên bao được bao nhiêu cây thì bao trước đi. Sau này đỡ mệt. Đây là Dinh Độc Lập này. Đúng là Hồ Chí Minh là chỉ có khuya mới chặn được được thôi chứ. Đường này là bình thường nó đông lắm. Chạy mỗi ngày sao chặn đường cho được. Đây là trường Lê Hồng Phong. Đông dễ sợ. Wow, khá vừa chín người làm kia luôn.
Bên này là Dinh Độc Lập. Mọi người thấy cái tốt bên kia, mọi người thấy không? Như là tức 11.000 người tham gia thì Dinh Độc Lập này mọi người. Dương Nam thì khởi nghĩa giao với Lê Dũng. Ơi dễ sợ không? Qua đây luôn đi cho rộng. Đây là đường Lê Dũng mọi người. Thì chạy tới xíu là nhà thờ Đức Bà. Người nước ngoài chạy cũng rất là nhiều nha. Đây là nhà thờ Đức Bà đang sửa. Giờ nghe tiếng xe xe chừng đang làm cái tổng rồi. Bên kia là bưu điện quận 1 kìa mọi người. Lúc này đẹp ghê á. Nhiều người ở lại chết kinh nè. Thôi mình chạy đó. Này vẫn còn đông mọi người ơi.
Vincom. Em anh ta tập trung bao đường hả? Đây là nhà hát này mọi người, khách sạn Caravan. Hoa cũng vậy. Đây là phố đi bộ cũng vậy nè mọi người. Bây giờ vừa ra khỏi đường Nguyễn Huệ giao với Tôn Đức Thắng này, bên kia là dòng người chạy nhanh hơn mình sẽ vòng qua cổng này. Đây là Hàm Nghi. Đó, bên kia là bến Nhà Rồng đó mọi người, cái chỗ mà Hồ Chí Minh ra đi tìm được nước á. Đó, đường ngang này đang chậm á. Đây là lên cầu Ba Son nha mọi người.
đây luôn. Này lên dốc. Lên dốc mệt lắm mọi người ơi. Này tao đi bộ để dưỡng sức. Cầu này khá cao. Mình thì cũng không phải là mạnh lắm nên là thôi. Để sức cho những đoạn đường nó dễ hơn. Có caramel đầu kia rồi mọi người, tranh thủ để chụp hình đó nha. Này cầu Ba Son nhìn xuống Sài Gòn này mọi người, bên này là quận 2, bên này là quận 1 này. Ngang tới đỉnh cầu rồi. Chạy thôi. Đoạn này là để cải thiện tốc độ nè. Xe điện máy Vin xin tài trợ ánh sáng. Khu này bên khu thêm mùng 2. Chưa xây dựng gì hết luôn mọi người. Cầu này lạ quá. Mình mới thấy lần đầu á. Mười cây là thấy cũng khá là thấm rồi đó. Bây giờ tranh thủ làm viên muối. Đổ hơn 10 cây thì làm viên muối là được rồi nha mọi người. Để chống chuột rút. Thôi mình tranh thủ còn sức mình bào ra. Khu này là khu sa la này mọi người. Đó, cây sa la quá trời. Trước mình có quay cho mọi người xem lần á. Thì hôm nay là được dịp chạy xuống cái này luôn. Quá đã. Trải nghiệm chạy khu sa la luôn. Thì bây giờ là nửa đường gần lúc quay đầu á thì mình mới làm một viên muối với lại một bịch gen này. Bây giờ là sau này sẽ tăng tốc nha mọi người. Nhưng mà khúc này đẹp thì mọi người chạy với mình một thời gian nha. Rồi bắt đầu bào nha. Rồi quay đầu. À chưa. Mà bắt đầu đến đó.
Giải này đông ghê chứ mọi người. Chạy nửa đường rồi mà còn là người không, không nào cũng đông hết. Ghê thiệt. Bên kia là quay xe rồi. Đó, lần sau mình phải bài bản đi theo quay xe rồi chứ. Thế nói là mình còn nghiệp dư quá. Là cái sự chuẩn bị mình nó yếu quá. Chơi môn nào cũng vậy bạn à, phải có sự đầu tư và luyện tập thôi, nó không phải dễ dàng đâu. Được rồi, rồi chạy giải Cần Giờ. Ở trên đường mỗi lúc có vài người. Còn Hồ Chí Minh chạy VNXRED khi nào không có người. Thậm chí là như là kẹt xe. Ai chạy nhanh là bị kẹt xe luôn. Vẫn chưa tới đoạn mà quay đầu luôn mọi người ơi. Để mình bảo tiếp đấy nha. Wow. Mình đã được quay đầu rồi. Quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ mọi người ơi. Ai vậy nha? Yeah. Quay đầu là bờ rồi. Ai đánh bạc mà ra đảo mà quay đầu được là quá mừng rồi đấy mọi người. Quay đầu nha. Mới km thứ 13 thôi mọi người. Vẫn đang còn ở bên khu Sala này. Mới 13 cây mà thấy mệt rồi. Đúng là được Tết vừa rồi. Mình ăn Tết dài quá. Ăn Tết mà về quê ăn tới 14 ngày. Vô đây mập thêm hơn 2kg là ít. Rồi mà vô đây là mùng 10 loay hoay nghỉ ngơi 1-2 ngày đi làm. Đâu có chạy được mấy bữa đâu. Nói chung là do mình ăn Tết dài quá nên là không có thời gian tập luyện. Nên là nhưng mà đó là do mình bạn ơi. Giờ phải chạy để mà giảm cân nhé. Mục tiêu mình là giảm cân, giảm phải 5 cân á. Cái mình đọc báo thì cái chiều cao của mình nha. Ví dụ như mình 1m69,5, mình 1m69,5 thì chỉ nặng được 69,5kg là đẹp. Mà mình bây giờ tới 74kg rồi. Dư 5kg. Mình phải giảm xuống 5kg. Ở đây là khu uống nước này. Thì tranh thủ nghỉ ngơi xíu, uống nước xíu. Rồi bào tiếp. Thì giải này mình thấy là tạm tiếp nước nha. Rồi xịt bình xịt để mà giảm đau với lại cứu thương, xe cứu thương, nhà vệ sinh rất là đầy đủ luôn. Đó, mọi người thấy không? Giờ đã hơn nửa đường rồi mà đông đông như thế này nè. Thì những lúc này thì chạy không nhanh được đâu. Tạm thời làm đi nước thôi.
Đó, đây là nhầm đi nước điện giải. Giờ là nó sẽ, ví dụ như chạy 21 cây thì bắt đầu là bây giờ là nó sẽ có cảm giác căng cơ, nên là bù chất điện giải vào nha mọi người. Làm thêm ly nữa. Mà quyết tâm là chạy một đoạn dài đó. Rồi, bào tiếp đây mọi người. Giờ 13 cây này. Thử quyết tâm lần này bào được bao nhiêu cây nha. Km thứ hơn 17 rồi. Còn hơn 4 cây nữa thôi mọi người ơi. Bên kia là tòa nhà Landmark kìa. Landmark 81. Đây, mọi người vẫn đang bào đó. Hãy tinh thần thể thao nha mọi người, vì sức khỏe của chúng ta thôi. Đó. Muốn giảm cân đó, thì cái môn chạy bộ này là mình thấy rất là nhanh luôn đó. Và rất là hiệu quả. Giảm vòng bụng nữa nha mọi người. Đó. Chạy bộ thì nó rất tốt cho tim mạch. Nên là mà chạy bộ thì độ tuổi nào cũng tham gia được hết đó mọi người ơi. 60 thậm chí 70 cũng tham gia được. Rồi mấy đứa ăn nít như là mấy giải cho kid run á. Phải tập luyện nhiều mọi người. Môn thể thao này là môn tích lũy. Nó tích lũy vô cái cơ của bạn á. Nó làm cho cái cơ của bạn đó, nó dẻo hơn. Cơ nó không nhiều nhưng cơ của bạn nó rất là dẻo, đàn hồi. Thì khi đó mới chạy đường dài, chạy sức bền được. Như mình thì đó, chỉ mới tham gia giải 21 cây mà còn đi bộ như thế này. Nhưng mà có tham gia thì mới có động lực mọi người. Mới đi ra mình thấy 11.000 người chạy cùng chung với mình, cùng cự ly với mình. Đó. Tinh thần thể thao lan tỏa. Rồi mình cũng lan tỏa cái tinh thần thể thao đó nữa. Đó. Cho những người khác. Thì mới vào thì có thể chạy 5 km. Đó. Khá hơn xíu chạy 10 km. Còn cái 21 km này là nó là chân mình khá nè, nên là rất nhiều người chạy, nó cũng dễ hoàn thành mọi người. Tập khoảng nửa năm là có thể tham gia giải này. Đó. Nhưng mà từ 21 cây mà lên 42 cây thì nó là khác đó mọi người. Bốn mươi hai cây cũng là ước mơ của mình đó, nhưng mà không biết khi nào mới thực hiện được. Đó, mọi người vẫn đang bao về đích cho nó mọi người. Hai Sài Gòn nha. Nhà cao tầng tầng quá trời đi. Xong Sài Gòn. Hơn 18 cây rồi. Cố gắng qua khỏi cái cầu này là mình sẽ bào những km cuối cùng. Cái cầu này là cái cầu Thủ Thiêm nha mọi người. Chứ không phải là cái cầu Ba Son đâu. Nãy là
mình vòng qua quận 2 là qua cầu Ba Son mà về cầu Thủ Thiêm. Thủ Thiêm như vậy ở đây là Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Ngang này nhiều người đi bộ rồi mọi người ơi. Đúng là Tết vô nó tai hại thiệt. Ăn uống nhiều quá mập, rồi không có thời gian luyện tập nên là với lại long ranh nữa. Nên là cảm giác chung là rất nhiều người bị căng cơ. Phải đi bộ như vậy nè, không dám liều. Mặc dù là còn hai cây nữa. Mình vừa xuống hết cầu Thủ Thiêm rồi, tới đường này là đường Tôn Đức Thắng, gần về đích rồi đó. Thôi chạy về đích đi. Về cùng với bay sơ máy đây. À đây full nắp em luôn mà. Rồi thấy cổng đứt rồi mọi người ơi. Thấy cổng đứt quá, xúc động quá, chạy không được không? Rồi. Chắc mấy người bạn của mình về trước rồi, để mình đi tìm với lại đi nhận huy chương đã. Huy chương với áo finisher mọi người ơi. Thank you.
Đây là Thảo Cầm Viên này mọi người, điểm đích là Thảo Cầm Viên. Đây. À, cảm ơn em nhiều nha. Đó, thì đây là huy chương này mọi người. Đó, mình đã hoàn thành có huy chương luôn. Ok, cảm ơn. Đó thì mình sẽ đi nhận áo nha. Chung thì đợt này chạy thành tích kém quá, nhưng mà chung là về đích được, về đích sinh tư là mừng rồi mọi người ơi. Có sức khỏe là được rồi. Rồi để là lần sau. Lần này mới ra Tết liền, không có tập luyện được, long run được, nên là thành tích yếu quá, thì để giải sau nha mọi người. Đó, thì bây giờ cũng về đích thì bây giờ tất nhiên là mình phải đi nhận áo. Áo mới Cà Mau. Tên nhận áo. Hello. Hello đâu? À, rồi cảm ơn em nha. Đây là áo producer nha mọi người. Đây là công viên luôn, mọi người về rất là đông. Để mình đi tìm bạn mình đó nha mọi người. Chưa tới một phút nữa là cái top của 21 km rồi mọi người. Đây là những người may mắn cuối cùng này. Không sao hết, cố lên. Những vận động viên cuối cùng của Hot Con Hồng mình cố lên ạ. 21 km. Cái top time của 21 km rồi. Và những người này có người đến thì cũng không được dẫn huy chương mọi người ạ. Không có áo. Nhưng mà tinh thần thể thao của người ta đã là mời rồi. Quá tuyệt vời. Thôi thì clip đến đây cũng đã dài lắm rồi. Xin kết thúc clip này tại đây nha. Mong clip này sẽ làm có áo tinh thần thể thao đến tất cả mọi người. Cộng đồng của chúng ta ngày càng sức khỏe, ngày càng có sức khỏe nhiều hơn.